Tại sao Chúa chờ đợi chứ chưa ban phước cho chúng ta ngay bây giờ? Chúa ơi, xin ban phước cho con. Đây là lời cầu nguyện chung, đôi khi là trong bản năng tiềm thức của hầu hết mọi trái tim. Có thể đây là lời cầu nguyện trong đau khổ, với hy vọng được giải cứu khỏi bão tố trong cuộc đời bạn. Hoặc có thể đây là lời cầu nguyện đơn giản, xuất phát từ một nỗi niềm khao khát sâu thẳm chưa được thỏa mãn trong bạn. Nó có thể là lời cầu nguyện vì kinh hãi, hoặc lời thì thầm lặng lẽ trong đêm khi bạn quỳ gối cầu nguyện bên cạnh giường. Tuy nhiên, dù là vì lý do gì đi nữa, thì mọi tấm lòng trung thực đều có thể cảm thấy muốn cất lên lời cầu nguyện đầy khao khát này. Vậy tại sao đôi khi Chúa lại chờ đợi mà không ban phước cho chúng ta ngay bây giờ? Ý tôi là, nếu Chúa thực sự là Đức Chúa Trời như Ngài đã công bố, thì Ngài có thể làm bất cứ điều gì, phải không? Ngài có thể ban cho chiếc xe hơi mới, chữa lành mọi bệnh tật, ban cho của cải, và quan trọng nhất cho chúng ta trong cuốn sách này, Ngài có thể ban cho ta một người phối ngẫu hoàn hảo mà rất nhiều người đang cầu xin. Tất cả mọi khao khát trong tấm lòng đều sẽ được hỏa lấp chỉ cần Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, chẳng phải vậy sao? Như tất cả chúng ta đều nhận ra được qua quá trình thử và sai, thì Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng đáp lại đúng theo lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài không phải lúc nào cũng nói có với mọi yêu cầu của chúng ta. Khiêm nhường mà nói, trước tiên chúng ta cần thừa nhận rằng không phải bao giờ mình cũng sẽ biết tại sao Chúa làm hoặc không làm những gì chúng ta muốn. Đôi khi, chúng ta chỉ cần tin cậy Chúa trong đức tin bất kể điều gì Chúa cho phép hoặc không cho phép. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy một số câu trả lời cho việc tại sao Chúa lại chưa ban phước cho chúng ta ngay bây giờ bằng cách nghiên cứu phục truyền lời lệ ký đoạn 7 câu 9 rằng Đức Chúa Trời tuôn đổ tình yêu không bao giờ hư mất của Ngài cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Từ câu này chúng ta có thể rút ra ít nhất 3 kết luận. Kết luận đầu tiên, Chúa tạm hoãn các phước hạnh để chúng ta không nổi loạn. Kết luận này rút ra từ phục truyền lời lệ ký là nếu Đức Chúa Trời không tuôn đổ tình yêu của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể yêu mến Ngài, nghĩa là không thể tuân theo các điều răn của Ngài. Răng nhất đoạn 5 câu 3, Chúa thường chờ đợi để ban phước khi chúng ta yêu Ngài và vâng lời Ngài, vì nếu làm khác đi sẽ là tàn nhẫn với chúng ta. Nếu Chúa dành tình yêu của Ngài cho một tội nhân nổi loạn, điều đó có ích gì cho con cái của Ngài, đối tượng mà Chúa yêu thương? Chúng ta sẽ bị hư hỏng, bại hoại nếu Chúa ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn trong khi chúng ta chưa nhận biết Ngài. Chúa biết rằng chỉ duy Ngài mới có thể cứu chúng ta ra khỏi hậu quả của tội lỗi, đó là sự chết. Roma đoạn 6 câu 23. Vì thế, nếu Chúa để chúng ta thỏa lòng trong sự bất tuân, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại với Ngài để được cứu. Thêm vào đó, Chúa biết rằng nếu chúng ta không có Ngài làm Chúa của cuộc đời mình, chúng ta sẽ đơn giản biến mọi phước lành mà Ngài ban cho thành thần tượng. Đó sẽ là sự nguyền rủa trên đời sống của chúng ta hơn là phước hạnh. Chỉ khi nào tấm lòng của chúng ta đúng đắn trước mặt Chúa, thì chúng ta mới được khỏa lấp để không biến những phước lành thành điều chính yếu. Khi thiếu vắng Chúa, chúng ta sẽ tìm kiếm mọi thứ khác để thay thế. Vậy nên, Đức Chúa Trời thường giữ lại những ơn phước tốt lành vì Ngài biết chúng ta sẽ tôn thờ chúng hơn là chính Chúa. Điều này đặc biệt đúng khi nói về mối quan hệ với người khác giới. Chúa yêu chúng ta đến nỗi không muốn để các phước lành trở thành thần tượng của chúng ta. Vì thế Ngài chờ đợi đến khi chúng ta yêu mến Ngài. Tất nhiên là Chúa ban phước cho chúng ta qua rất nhiều cách, thậm chí trong khi chúng ta còn là người có tội. Roma đoạn 5 câu 8, Matthew đoạn 5 câu 45. Nhưng nếu chúng ta cứ sống cuộc đời tội lỗi, thì đảm bảo rằng Chúa sẽ giữ lại rất nhiều ơn phước lớn lao mà Ngài muốn ban cho bạn. Chúa chưa ban phước cho chúng ta cho đến khi chúng ta yêu mến Ngài, bởi vì yêu mến Ngài là một phước hạnh. Vì sao Chúa chờ đợi để ban phước cho chúng ta? Kết luận thứ hai này cũng có thể rút ra từ phục truyền lời lệ ký đoạn 7 câu 9. Câu trả lời cho câu hỏi này là khi chúng ta yêu mến Ngài và vâng lời Ngài thì đó cũng chính là phước hạnh. Chúa tuôn tràn tình yêu của Ngài cho những ai yêu mến và vâng giữ các điều răn của Ngài, vì đó là bản chất của sự yêu mến và vâng phục Chúa.
Đức Chúa Trời không truyền lệnh cho chúng ta yêu Ngài vì cớ Ngài, nhưng vì lợi ích của chính chúng ta. Như có chép trong Giê-rê-mi đoạn 32 câu 39, ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho chúng kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. Món quà lớn lao nhất Chúa ban cho chúng ta, đó là tạo dựng nên chúng ta để thờ phượng Ngài. Chúa biết Ngài là đấng siêu việt, Ngài không nói quá, nhưng Ngài chỉ bày tỏ sự thật. C.S. Lewis đã nói, Đức Chúa Trời không thể ban cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc ngoài chính Ngài, bởi vì điều đó là không thể. Vì vậy Chúa chờ đợi để ban phước cho chúng ta khi chúng ta yêu mến và vâng phục Ngài, bởi vì yêu mến và vâng lời Ngài là một phước hạnh mà Chúa luôn muốn ban cho chúng ta. Không một mối quan hệ nào, địa vị nào trên thế gian này hay bất kỳ thứ phước nào khác có thể khỏa lấp tấm lòng chúng ta bằng mối thông công với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng vĩ đại nhất, không điều gì khác có thể so sánh bằng. Vì thế, Chúa biết Ngài có thể cho chúng ta điều tốt nhất. Chúa sẽ không tạo dựng nên chúng ta cho những thần tượng thấp kém hơn. Thi Thiên đoạn 37 câu 4 cũng có chép rằng, hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều là mình ao ước. Ngài sẽ khỏa lấp những ao ước sâu kín nhất của chúng ta khi chúng ta vui thỏa nơi Ngài, vì đó cũng là điều khao khát sâu sắc nhất trong chúng ta, khoái lạc nơi Chúa. Khi hướng lòng về Ngài hoàn toàn, chúng ta sẽ nhận thấy rằng không có mong muốn nào chưa được đáp ứng. Vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban sức cho tôi. Philip đoạn 4 câu 11 câu 13. Vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, Đức Chúa Trời tạo nên nhu cầu lớn lao nhất của chúng ta hơn mọi nhu cầu khác, chính mình Ngài. Kết luận thứ 3, Đức Chúa Trời chưa ban phước cho chúng ta cho đến khi phước hạnh của Ngài sẽ thực sự ích lợi cho chúng ta. Mặc dù chính Đức Chúa Trời là phước lành lớn lao nhất mà Ngài muốn ban cho chúng ta, không có nghĩa rằng Ngài chỉ ban duy nhất một phước lành ấy. Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài những điều tốt lành như vợ chồng, tiền bạc, thức ăn, nhà cửa, quần áo, những kỳ nghỉ dưỡng yên bình, và danh sách này có thể kéo dài mãi. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại chờ đợi để ban phước cho chúng ta những điều này? Phục truyền luật lệ ký đoạn 7 câu 9 có chép, Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài trên những ai yêu mến Ngài. Vì thế nên nếu bạn thực sự yêu mến và vâng phục Đức Chúa Trời nhưng chưa nhận được điều mình cầu xin, thì lý do duy nhất đó chính là điều bạn cầu xin không tốt cho bạn. Chúa hứa ban cho con cái của Ngài những điều tốt lành, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 11. Nhưng chỉ có Chúa mới thực sự biết điều gì là tốt cho chúng ta. Đức Chúa Trời hứa sẽ tuôn đổ tình yêu của Ngài trên chúng ta, nhưng chỉ Ngài mới biết cách nào là tốt nhất để yêu thương mỗi chúng ta tùy vào hoàn cảnh cụ thể của từng người. Tình yêu là làm điều tốt nhất cho ai đó, bất kể cái giá phải trả cho bản thân hay người bạn yêu thương. Hãy tưởng tượng sẽ tàn nhẫn biết bao nếu Chúa luôn nhận mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa đáp lời cầu nguyện của mỗi học sinh trung học rằng họ muốn kết hôn với chính xác người này hay người kia? Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa luôn ban cho bạn công việc mà bạn nghĩ mình muốn làm? Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa luôn nói, có, ngay cả khi làm vậy sẽ khiến bạn phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà bạn chưa bao giờ mong đợi, bởi vì bạn không thể nhìn thấy tương lai giống như Chúa? Chúa thường chờ đợi để ban phước cho chúng ta, bởi vì những gì chúng ta nghĩ là phước lành, thực sự cuối cùng lại hóa ra rủa xả. Ví dụ bạn khi còn ở độ tuổi đi học, có thể sẽ không biết được ai là người phối ngẫu tốt nhất dành cho mình. Do đó, vì tình yêu thương và sự nhân từ, Ngài sẽ thường không trả lời những câu hỏi như vậy. Một trong những phước lành tuyệt vời nhất trong cuộc hôn nhân của tôi là Bethany và tôi liên tục thay đổi khi chúng tôi trưởng thành hơn, nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn tiếp tục bền chặt. Chúa đã đặt để tôi cùng người phụ nữ đang thay đổi, trong khi tôi cũng thay đổi, nhưng chúng tôi tương thích nhau một cách đáng kinh ngạc. Chỉ một mình Chúa mới có thể ban cho bạn một người hôn phối phù hợp. Người ấy sẽ là một phước hạnh không chỉ khi bạn vừa mới kết hôn, nhưng khi cả hai đều thay đổi từ năm này sang năm khác. Trong giới hạn con người, chúng ta không thể nào ước tính những dạng thay đổi này vào một phương trình được. Chúa chỉ ban cho chúng ta những điều ích lợi cho chúng ta.
Do đó nếu bạn không sống đời sống tội lỗi và thực sự yêu mến Chúa nhưng chưa có được điều bạn đang cầu xin, chẳng hạn như một người phối ngẫu, thì kết luận an toàn nhất là những gì bạn đang cầu xin không tốt cho bạn ở thời điểm hiện tại. Bạn có thể tin cậy Chúa, Ngài luôn quan tâm đến bạn. Hãy cầu hỏi Chúa xem điều gì cần thay đổi ở bạn để những gì bạn đang tìm kiếm trở nên ích lợi. Ví dụ thường mọi người sẽ cầu nguyện cho một người bạn đời rất khẩn thiết nhưng vẫn chưa được đáp lời vì họ chưa sẵn sàng để kết hôn. Hãy hỏi Chúa, vì sao bạn chưa sẵn sàng? Phẩm chất tiêu cực nào trong bạn có thể hủy hoại hôn nhân nếu Chúa mang người đến cho bạn lúc này? Đôi lúc, khi chúng ta ăn năn về nan đề gì đó nhờ ân điển của Chúa, thì chính việc đó lại mở cửa để Ngài ban cho chúng ta món quà mà Ngài định sẵn từ trước. Ngay trước khi bắt đầu hẹn hò với vợ mình, Chúa đã dẫn dắt tôi đi qua khoảng thời gian như vậy. Tôi đã hỏi Chúa, lạy Chúa, điều gì trong con đang ngăn trở Ngài ban phước cho con? Khi Chúa bày tỏ những điều cụ thể mà tôi cần chú ý, tôi lập tức xử lý chúng. Tôi cũng đã cầu nguyện để Chúa chuẩn bị tấm lòng người vợ tương lai của tôi. Tôi không có ý nói lời cầu nguyện này khiến Chúa mang Bethany và tôi đến với nhau. Có lẽ Chúa đã cho tôi nếm trải thời kỳ đó và dẫn tôi đến những lời cầu nguyện này để chuẩn bị cho thời kỳ mà Ngài đã hoạch định trước cho tôi. Dù bằng cách nào thì nó cũng đem lại cho tôi một lợi ích to lớn và tôi biết rằng khoảng thời gian hẹn hò, đính hôn và hôn nhân của tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu tôi không cầu hỏi Chúa những câu hỏi cụ thể như thế này. Cuối cùng, Đức Chúa Trời muốn điều tốt nhất cho con cái của Ngài và Ngài biết chính Ngài là điều tốt nhất. Chúa muốn những điều bền vững không bao giờ hư mất cho con cái Ngài và Ngài biết chính Ngài là đấng không bao giờ thay đổi. Chúa muốn con cái của Ngài có được tình yêu vĩ đại nhất và Ngài biết chính Ngài là tình yêu hoàn hảo vĩ đại nhất. Vì thế, Đức Chúa Trời chờ đợi cho đến khi các thời điểm mang phước hạnh chúng ta đến gần Ngài hơn chứ không phải là ngược lại, thì khi đó chính Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.